Một buổi trình diễn dương cầm và ca nhạc rất tiêu biểu vừa được tổ chức vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua tại Đại học Cộng đồng Bellevue. Đây là năm thứ 11 của Liên Tâm Music Academy sau 3 tháng tập luyện với 400 người tham dự. Năm nay so với những năm khác, mỗi năm nó có một cái phong cách khác nhau, mỗi năm có một cái chủ đề khác nhau. Như năm ngoái thì là một thoáng quê hương, năm nay tuổi thần tiên. Buổi trình diễn đông đảo hàng năm đã thu hút mọi lứa tuổi cũng như học viên, mọi lứa tuổi từ 5 cho đến 55 tuổi. Có con chị học trong lớp của cô, cho nên cô cảm thấy rất là thích thú khi mà chị được học, con học thì về nhà nhiều khi hai mẹ con trao đổi với nhau. Lần đầu tiên sau khi mà đi dự cái khóa, đi dự cái recital đầu tiên của cô Liên Tâm đó, thì cô rất là cảm động, là bởi vì thấy rằng cộng đồng mình có được một người hướng dẫn một cái lớp nhạc mà dùng những em bé rất là nhỏ nói tiếng Việt, và cô cảm thấy rất là hãnh diện mình được ở trong cái cộng đồng đó. Dù cho mưa gió không quản thân mình, muôn sương hai nắng cho băng mãi nhau. Nhưng mà thấy âm nhạc nó sẽ mang theo cho mình rất là nhiều thi vị, và cảm thấy rằng nó sẽ làm cho mình trẻ trung và làm cho đời sống của mình nó có nhiều ý nghĩa. Và nhất là sau sự mất mát thì mình thấy rằng âm nhạc nó là một cái liều thuốc mà nó làm cho con người của mình được thư giãn. Cô Liên Tâm, linh hồn của chương trình, đã nói các tuổi trẻ Việt Nam ở chung quanh mình cần phát triển về những cái bộ môn âm nhạc, văn nghệ để mà nó nâng cao cái đời sống. Càng ngày càng phát triển, thành ra bây giờ đôi khi có nhiều học viên xin học nhưng mà không có giờ để dạy. Giây phút chờ đợi của buổi trình diễn là trên 55 giải thưởng đã được phát ra cho các học viên trình diễn. Các phần thưởng được các nhân vật lãnh đạo cộng đồng trao giải. Hoài Hương và Vũ Lê, SBTN và người Việt Tây Bắc, tường trình từ Bellevue, Washington.